hả? Bà ấy lấy mạng sống của mình đổi cho Đồng đại ca. Cô gì nói cái gì? Cha, cha nhìn cho rõ đi. Cha chưa sai. Con đúng là tiểu động nhi của cha đây. Đậu đậu. Là con đây. Đậu đậu. Đừng. Đừng. Dừng ta lại. Kẻ chết thay này xuất hiện thật đúng lúc. Cha, cha đừng đau lòng nữa. Lúc mẹ chết không quan trọng, dù sao cũng đã chết rồi. Các người về đi. Về đi. Cha, tôi muốn ở đây một mình. Chỉ một hồi thôi. Đi thôi. Tôi vậy. Sao chẳng có gì dẫn vào hậu sự vậy? Ta sao có coi lại nghĩ như vậy? Ta chỉ sợ họ làm điều cướp bất khoản tiền chúng ta dành dụm nhiều năm. Vậy chẳng có thể đi chung với tụi con mà. Đúng rồi. Không được. Ta đã từng hứa với Ngàn Chi nhất định ở đây chờ bãi. Nhưng khi ta chết, nếu không thì nhất định chờ bãi trở về. Sao đột nhiên lại xuất hiện thêm Ngàn Chi? Cha, bà ấy là ai vậy? Bà ấy là vợ của ta, lấy vợ 20 năm trước, được 2 ngày đã chia tay. Cha. Cha. Ông ấy sao vậy? Cha. Ông ấy uống thuốc độc đó. Cha. Đâu gì? Con nhất định sẽ giành được hạnh phúc. Cha, không còn nhớ Dung nữa. Cha. Đâu à? Cha chờ suốt 25 năm rồi. Sao bà ấy không nói câu nào đã dội bỏ đi vậy? Cha. Ngàn gì trên tường tay suối vàng. Tôi sẽ đuổi kịp bà. Tôi. Đừng mà. Ngàn gì. Đừng mà. Ta tới rồi. Ngàn gì. Không. Cha. Không. Cha đừng ra đi mà. Tôi phải đi nói cho Đồng đại ca biết. Thiên Tuyết, nếu như nàng ở dưới thung lũng 5 năm, sao nàng có thể quen biết người đó? Vậy nàng làm sao có thể vì người đó mà từ bỏ tình cảm chúng ta khó khăn lắm mới có được? Đồng Chiến, Đậu đâu có chuyện, huynh mau đi quy cô ấy đi. Tàu tẩu bị sao? Đi mau. Tàu tẩu, giao hàng để thúc lại cho đệ, để Thiên Tuyết đưa tẩu về nhà. Giao cho đệ. Nào. Đậu đậu, đệ biết tẩu đau lòng, nhưng đã chết rồi thì nên nhập thổ cho yên. Tẩu cứ ôm như vậy không phải là khách đâu. Tẩu tẩu, chúng ta cùng vượt qua biết bao nhiêu chuyện. Tẩu về đại ca. Đệ.
và cả Thiên Tuyết. Tất cả mọi chuyện chúng ta chia sẻ nhau. Tẩu tẩu à, chúng ta đều chịu sự giày xéo của tình yêu. Chúng ta đều biết tình yêu có thể mang chúng ta niềm vui lớn nhất, nhưng có thể mang đến cho ta nỗi đau lớn nhất. Có phải vậy không? Sự giày xéo về thể xác tôi có thể chịu đựng. Đau khổ lớn nhất mà tôi từng đương đầu chính là lúc tôi không thể đối mặt với đồng chí. Là lúc tôi quyết định lấy đại ca huynh ấy lúc tôi lấy đồng bác. Nghỉ ngơi một lát cho khỏe đi, cô mệt rồi. Nhưng niềm vui lớn nhất của tôi là cũng đến từ đồng chiến. Tôi phát hiện bất luận tôi đối xử với huynh ấy thế nào, bất luận tôi có lấy ai, huynh ấy vẫn trước sau như một ở lại bên cạnh tôi. Đến nay huynh ấy vẫn không hối tiếc, vẫn chờ vẫn đợi. Do đó chúng ta cần phải lý giải được tại sao Hằng Đại Thúc lại làm như vậy, có phải không? Ông ấy đã chờ 20 năm, bây giờ nghe tin Long Bà đã chết chỉ còn biết đi theo, mong chờ ngày xưa mới có kết quả, cuộc đời ông ấy mới được hoàn chỉnh. Nếu như ông ấy muốn chết, chúng ta cứ buộc ông ta phải sống, liệu có phải là tàn nhẫn không? Tẩu tẩu, ta phải cho cha mẹ ta chung chung một chỗ. Để làm cho. Làm việc đi. Trời ơi, nhìn cậu ta đi, đâu có giống làm công trừ nợ. Thiệt tình không giống. Bây giờ thì đập chỗ nào? Đừng đập. Bỏ xuống, đừng đập chỗ nào hết mà. Bỏ xuống nha. Nè, đừng có đụng vào cái búa nha. Chưa nhóm lò mà quên ông nóng làm gì. Chẳng vui gì hết. Cẩn thận. Hả? Cậu, cái tật tiểu tư thú này. Tôi lập tức làm lại cái bàn khác nhanh lắm. Cậu làm cái gì vậy hả? Nè. Cậu muốn làm gì hả? Cậu có đòi phá đám mới hài lòng hay sao vậy hả? Dưới đây có thứ gì đó. Trời ơi, đừng có nói bậy mà. Chú Kiếm Phường này đã xây 380 năm, với đâu có gì mới lạ đó. Dưới đây thật sự có đồ đó. Hả? Thật sự có đồ đó hả? Để tôi. Thôi bỏ ra. Ê. Hình như là thỏi sắt á. Đại trụ à, vô lấy xẻng đi ha. Lấy xẻng đi. Để tôi. Ê, bỏ ra. Không cần làm gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn đứng qua một bên là được rồi, nghe thấy chưa? Cô mau dừng lại đi. Cô xem, tay của cô đã chảy máu rồi. Nghỉ một lát đi. Huynh mau đi tìm đồng bác về đây đi. Vậy đang xem chừng. Ta đi kêu hai vị trưởng lão nghĩ cách tìm đại ca. Đây chỉ là cái hộp sắt thôi mà. Nặng quá.
Cha, rốt cuộc trong hộp đựng cái gì vậy? Biết chết liền á. Mở ra coi đi, mau lên. Mở đây, mở đây, mở đây. Nhìn cái gì? Không cho nhìn. Ê, Khờ Khảo à, cầm giùm coi. Sao đèn thui vậy? Rốt cuộc là cái gì chứ? Ý, là thổi sắt đó. Đúng đó, đèn thui à. Có phải sắt không? Có lẽ là vậy. Hả? Hình như không phải. Nặng thiệt đó nghe. Hả? Rốt cuộc là cái gì? Nặng quá hả? Lấy cho tôi cầm thử đi. Nặng thiệt đó. Hả? Không cần phải đoán, đó là quyền thiết. À, quyền thiết hả cha? À. Đây chính là thứ mà thợ rèn hàng mơ ước đó. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Đây là bảo bối do tổ tiên môn gia để lại cho chúng ta. Bảo bối? Bảo bối? À. Chôn xong như vậy chờ ông bới lên. Đã cho rồi mà còn hành hạ ông. Đúng vậy. Kiếm thù nói cậu muốn học rèn kiếm hả? Được, được. Vậy tôi dạy cậu nghe. Và thổ sắc này giao cho cậu lo ha. Cha. Hả? Cha. Cha. Cha mà nói rõ đi, trong lòng cha đang tính toán cái gì vậy? Cha tính toán gì? Cha chỉ muốn rèn được cái kiếm tốt thôi. Cha gạt con. Ê, con không nên kiếm chuyện với cha, làm vậy dư hơn. Đợi đã, thơ đâu? Thơ gì ạ? Thơ trong hộp sắt đó. Mất rồi. Cha gạt con. Thật sự mất rồi mà không tin con tìm đi. Ai đâu ạ? Con muốn làm gì hả? Có thật là đánh mất không? Cha nói thiệt mà, cha nói thiệt mà. Trời ơi, đánh mất thật rồi con. Cha nói đi, rốt cuộc cha giấu ở đâu hả? Thật sự mất rồi mà không tin tìm thử coi nè. Ta thấy hình như có chuyện không ổn gì đó. Đang có chuyện gấp cần cậu giúp nè, đi. Nhất định là có chuyện. Có chuyện rồi. Chỉ tìm được hắn, có gì thấy người nào khác không? Thôi thủ lĩnh, không có. Trang chủ, kẻ nào to gan vậy, dám giết người của Ngự Kiếm Sơn Trang ta? Hiện trường chỉ có mình cậu ấy, không biết ai đã ra tay. Bị dây thép nhỏ xiết cổ mà chết. Theo như thuộc hạ biết, trên giang hồ chỉ có Đậu Đậu và phu nhân sử dụng lại binh khí này thôi. Phu nhân đã chết. Vậy có chuyện gì? Huynh cho rằng Đậu Đậu không giết người sao? Tôi Thiên Tuyết và Đồng Bác, họ là vợ chồng, và lúc nào Đậu Đậu cũng giúp Đồng Bác. Không loại trừ khả năng họ cấu kết với nhau ra tay đối phó người của Ngự Kiếm Sơn Trang. Còn Thiên Tuyết chắc chắn đã được sự hậu thuẫn của Thủy Nguyệt Động Thiên, cho nên mới to gan như vậy. Vị huynh đệ bị thiệt mạng do thuộc hạ phái đi theo dõi Tiểu Đao và Tiểu Hiệp, cho nên thuộc hạ nghĩ cậu ấy không thể chết trong tay của Đậu Đậu được. Đi đi đi, mau lên. Mau lên, mau lên, mau lên. Bị nguyền rủa ý là sao vậy? Ủa, cậu biết chữ hả? Sao trên tờ giấy đó viết thổi quyền thiết đó là thổi sắc đã bị nguyền rủa? Cậu còn nhỏ, không nên hỏi nhiều làm gì. Đi, đi uống rượu với tôi ha, có được không? Đi đi. Ủa, tại sao phải uống rượu vậy? Chúng ta nhặt được đồ tốt, có được thổi sắc đó, nay mà chúng ta sẽ rèn được bảo kiếm, từ đó nổi tiếng khắp thiên hạ. Tất nhiên phải uống rượu chút bằng rồi. Ý của bị nguyền rủa là chuyện tốt rồi. Ê, tôi cảnh cáo cậu, quên ngay lá thư đó đi, nghe chưa? Hả? Tại sao vậy? Tại vì trời ơi,
Hay là vậy, tôi nói cậu nghe, khoản tiền cậu nợ của tiệm chúng tôi á, tôi không cần cậu trả. Chúng ta đi uống rượu, sau đó cậu có thể bỏ đi luôn, ha? Được không? Không được, khờ khạo quá. Thiếu nợ người ta nhất định phải trả. Như vậy mới là người tốt. Phải làm người tốt, sống trên thế gian này mới có giá trị. Trời ơi, tôi nói cậu nghe, cậu đúng là trời, là trời. Là gì vậy? Tôi trời ơi. Tôi nói cậu nghe, có phải cậu muốn làm người tốt không vậy? Đúng rồi. Ê, muốn làm người tốt phải nghe lời trưởng bối hả? Nói cậu nghe, làm người tốt không được đọc thơ người khác đâu nha. Hả? Vậy lỡ tôi đọc rồi thì sao? Như vậy rắc rối lắm. Cậu lập tức quên nó đi, không chừa một chút nào ở trong đầu hết, kể cả nhắc tới cũng không được. Được, không nhắc, tuyệt đối không nhắc. Vậy là đúng rồi. Muốn làm người tốt thì phải vậy ha. Đi. Tôi nghĩ lần này là cơ may. Nếu lần này tôi rèn được cái thần kiếm, cho dù tôi có xuống âm tàu địa phủ gặp lại lão Tổ Tông, xem như có thể ăn nói rồi còn gì, phải không? Lá thư đó liệu có phải là lão Tổ Tông có ông? Trời ơi, sao còn nhắc hoài vậy? Không phải tôi nói với cậu không nên nhắc chuyện đó sao? Đừng có nhắc, hãy quên đi. Đi, đi uống rượu ha. Quên đi ha, quên đi. Nhìn bề ngoài nó cũng bình thường thôi mà. Tôi nghĩ nhất định phải có cái gì rồi. Cha tôi một lòng muốn trở thành một bậc chúa kiếm nhân sư, có lý nào sở hữu được quyền thiếp bổ bối giao lại cho quân liền bỏ đi? Thật sự không có gì khác lạ hết hả? Nè, rốt cuộc cô lo lắng chuyện gì? Tôi không biết phải nói gì nữa, nhưng tôi phát hiện ánh mắt của cha tôi nhìn quân lạ lắm đó. Vậy cô lo lắng cho tôi à? Còn cười tôi nữa. Cô lo xa quá. Môn sư phụ là một người tốt, ông sẽ không gạt tôi đâu. Khó nói lắm. Quân phát hiện chuyện gì? Có lẽ chúng ta phải bỏ vào lò nung thì mới biết được. Nè, tôi nói một đằng, quân trả lời một nẻo. Ê, đúng rồi, chúng ta lập tức nhấn lò. Hả? Không chờ sư phụ sao? Không cần chờ nữa, ngay trước khi cha tôi về, chúng ta phải làm sáng tỏ chuyện này mới được. Được. Mày vô đây, lọc đèn, lọc đèn đây. Nhưng người rèn kiếm nhất định phải hy sinh người mình thương yêu nhất, lấy máu để rèn, để giải trừ được nguyền rủa, giải trừ ma tính khát máu. Nè nè, hả? Cái cậu này, có chuyện gì nói thẳng ra, lẩm bẩm trong miệng làm gì? Quyền thiết này có thể rèn thành bảo kiếm, nhưng người rèn kiếm nhất định phải hy sinh người mình thương yêu nhất, lấy máu để rèn, mới giải trừ được nguyền rủa, giải trừ ma tính khát máu. Trời ơi, tôi đã nói là quên đi mà, học thuộc lòng làm gì vậy? Tôi cũng muốn quên, nhưng tôi càng quên nó lại càng thuộc lòng thì càng muốn nhớ. Tại sao đoạn tôi vừa đọc, tôi càng nghĩ càng cảm thấy nó chẳng tốt lành gì. Cậu hoàn toàn không hiểu gì hết. Nè, cái tên khờ khạo đó không nhớ gì hết, khẳng định không có người nào yêu thương nhất đâu. Cậu nghĩ coi, hắn không có người yêu thương nhất, như vậy không làm hại ai, không có hại tới ai, vừa rèn được thần kỳ bảo kiếm, như vậy có gì không tốt? Cậu nói đi. Hắn có người thương yêu nhất chứ. Tôi không nói nữa. Đây, hắn không có người mình yêu. Cậu có biết hay không không quan trọng, miễn sao tôi biết là được rồi. Hắn không có người thương yêu. Khờ quá vậy. Ê nè. Anh quay đi thông thả. Nè, tôi uống cạn. Ra khác với Thủy Nguyệt Đồng Thiên chúng ta. Trời tối rồi vẫn chưa chịu về nhà, họ làm gì ở đây vậy? Chúng ta tạm thời hỏi thăm xem Tam Hoa Phường đi thế nào, không chừng trên đường đi có thể gặp được đồng bác đó. Đúng rồi. Một, hai, ba, bốn. Chà, tôi đã uống hết bốn hũ rồi, đến lượt ông đó. Sao ông lại ngồi cười, uống đi chứ. Môn đại thúc, môn đại thúc, uống đi chứ, ông đừng ăn gian đó, môn đại thúc. Cô gia. Cô nương. Lần quýt. Ông ấy chưa điều trị cho cô sao? Các người không có chuyện gì thì về nhà đi, không có gì đáng xem đâu. Cho tôi xem vết thương của cô đi. Cô nương, cô nương, cô nương. Quỳnh bắt tôi làm cái gì? Buông tay. Tôi phản đồ nó nha, tôi đánh Quỳnh thật đó. Đừng trách tôi nha.
Thả tôi ra. Đồng tâm. Lão Quynh. Đi. Đồng tâm. Sao Lão Quynh đấy? Ổn rồi, họ không có đuổi theo. Chẳng phải Quynh đã bỏ trốn rồi sao? Tại sao tôi phải trốn? Tại sao bị lạc đường? Lúc tôi đã đóng đổ nát, không thấy các cô đâu cả. Cho nên tôi mới đến đây để tìm kiếm, xem có thể tìm được các cô không. Quynh, sao hết đần độn vậy? Cô vừa nói gì? Không có. Đi thôi. Quynh vừa nói cái gì? Là cô Gia. Phải, là cô Gia. Vừa rồi Quynh nói Đồng Bác cũng xuất hiện à? Phải. Là Đồng Bác thật sao? Nhưng mà sau đó xuất hiện một người cứu thoát người đàn bà bịt mặt, lại là Đồng Tâm. Đồng Tâm? Đồng Tâm cũng xuất hiện à? Phải, là Đồng Tâm. Được, vậy thì tốt. Thủy Nguyệt Động Thiên của họ đã kéo nhau đến đòi chống lại Ngự Kiếm Sơn Trang của ta. Bây giờ Quynh còn dám nói kẻ ra tay không phải là Đậu Đậu không? Quynh vẫn không tin chứ gì. Tối nay Đậu Đậu đã lẻn vào trong trang để giết chết hết bao nhiêu là người của Ngự Kiếm Sơn Trang. Quynh cho tôi biết ai là giết chết bao nhiêu người thiết vệ huynh đệ của Quynh. 17 người. 17 người. 17 mạng người đó. 17 gia đình phải tan nát. Ngự Kiếm Sơn Trang ta có thù hận sâu đậm gì với ả đây mà ả phải hạ độc thủ như vậy? Với vai trò trang chủ của trang này, làm sao ta có thể mặc cho họ gây ác, nguy hiểm sự an toàn của trang ta? Quynh với vai trò thiết vệ thủ lĩnh vẫn luôn chịu tên hung thủ Đậu Đậu đó sao? Cứ mặc ả nguy hiểm sự an toàn trong trang sao? Quynh nói gì đi chứ? Không thể. Quynh không thể. Tôi càng không thể. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, tôi càng không thể nhịn họ được. Nếu họ còn dám làm hại người của Ngự Kiếm Sơn Trang, tôi thề bắt họ máu phải trả bằng máu. Thả tôi ra. Tôi không thể trở về. Tôi phải ở Chú Kiếm Phường trả nợ. Thả tôi ra đi. Đại ca. Thả tôi ra. Thả. Đại ca. Tôi không muốn làm đại ca. Qua thăm tàu tẩu đi. Khuyên tẩu ấy đi. Tôi không đi. Đậu Đậu, cô làm gì vậy? À, nè, Đậu Đậu, cô làm cái gì vậy? À được, để tôi giúp cô. Để tôi giúp cô. Tôi giúp cô nha. Các ông về trước đi. Được. Chúng ta đi đi. Đi. Đồng chiến, Quynh hoàn toàn khác hẳn với trước kia, đúng vậy không? Quynh vốn là người manh động thẳng thắn, vốn không thể giấu được chuyện gì. Thiên Tuyết,
Người của Đồng Thị có lẽ ngây thơ đơn thuần, nhưng không đồng nghĩa chúng tôi không trưởng thành đâu, hiểu không? Huynh hiểu lầm ý của muội rồi. Ta không hiểu lầm, ta chỉ muốn nói 5 năm không gặp, cô rất nhiều chuyện phải thay đổi, cô rất nhiều người phải trưởng thành. Nhưng có một chuyện, có một người đối với ta mà nói mãi mãi không thay đổi. Tất nhiên rồi, nếu như trong lòng nàng đã có người khác, nếu như chúng ta không thể yêu nhau như xưa, như vậy đừng nên nghĩ trước kia ta từng là người thế nào, hiện nay lại thay đổi như thế nào. Nếu không, chỉ làm cho nàng thêm đau khổ thôi. Có thật là huynh nghĩ như vậy không? Chỉ cần không nghĩ thì không đau khổ nữa. Không được, đối với ta mà nói, nàng lúc nào cũng là duy nhất của ta. Chỉ cần mang tất cả của ngày xưa để trong lòng rồi suy nghĩ lại, đó cũng là một chuyện vui. Nếu như bây giờ nàng muốn chọn lựa con đường của mình, ta sẽ không ngăn cản nàng, ta sẽ buông tay. Do đó không cần phải lo cho ta, ta vẫn ổn. Thật đó, ta sẽ rất tốt. Huynh quả là rất tốt, đồng chí. Huynh tốt hơn những gì muội đã nghĩ. Những gì cô kêu tôi làm nhẹ nhàng hơn những gì Khờ Khạo kêu tôi làm. Nếu cô nói sớm á hả, tôi đã đến làm cho cô từ lâu rồi. Nè, cô để tôi. Hả? Cô, sao cô lại khóc vậy? Cha thiếp chết rồi. Hả? Nhưng chàng chỉ lo chơi thôi. Cha thiếp chết rồi. Cô đã nói rồi. Cha thiếp chết rồi. Tôi đã biết rồi. Chính thiếp đã hại ông ấy. Chính thiếp đã hại ông ấy. Nếu không phải thiếp đột nhiên đuổi thăm ông ấy, nếu thiếp thấy ông ấy uống rượu lại ngăn cản ông ấy, thiếp không kêu ông ấy đến Long Trạch Sơn Trang ở chơi mấy ngày, thì ông ấy không thấy mộ của mẹ thiếp, thì ông ấy không chết. Chính thiếp đã hại chết cha của thiếp. Chính thiếp đã hại chết cha của thiếp. Đại độ, cô định làm cái gì vậy? Tay của cô. Đồ đồ, tay của cô, tay cô bị sao vậy? Tay của cô bị thương rồi. Nè, bị thương rồi. Nè, chàng giúp thiếp, chôn thiếp luôn đi. Đồ đồ, cô coi, tay của cô bị thương rồi. Chôn chung với cha mẹ đi. Của thiếp đi. Cô nhìn đi, thật sự bị thương rồi. Nè, đồ đồ, cô đừng sợ, cô đừng sợ mà. Tôi sẽ giúp cô, tôi giúp cô mà. Cha, cô đừng khóc nữa, đừng có khóc nữa hả? Cô đừng có khóc nữa. Thôi được, thôi được, có tôi, cô đừng sợ, đừng khóc nữa. Cha, nín đi, nín đi. Đồ đồ, nín đi. Đừng sợ, đi, chúng ta về. Đi, đừng khóc nữa. Đau không? Ráng nhịn nha, lát nữa sẽ khỏi. Đau đầu, sao cô không nói chuyện? Chắc là cô đang giận tôi. Nhưng lần này tôi thật sự không hiểu, tại sao cô lại giận tôi? Giả lại còn giận tôi nhiều như vậy. Tôi nghĩ chờ khi nào cô khỏe lại mới kể tôi nghe sau.
Có thật là trang chủ nói mạnh miệng như vậy không? Phải. Vậy tốt. Tôi chỉ cần chờ Doãn Thiên Tuyết đến xin tôi sống lại như thế nào. Phu nhân, sao ả phải đến xin cô sống lại vậy? Tôi không xuất hiện, làm sao ả chứng minh Đậu Đậu là trong sạch? À, thuộc hạ cảm thấy Doãn Thiên Tuyết không xem trọng trang chủ và người kiếm sơn trang đâu. Thật ra người kiếm sơn trang không đáng sợ, Doãn Thiên Tuyết cũng biết rõ chuyện đó. Kẻ nào dám đụng tới người kiếm sơn trang xem như đối địch với cả võ lâm này. Nếu không, tại sao ả phải tốn nhiều công sức học được lên chức trang chủ chứ? Vậy theo phu nhân nghĩ, với bản tánh ôn hòa như trang chủ, liệu có thể làm thẳng tay không? Thiên Kỳ. Thiên Kỳ giống như một con cừu non nhút nhát, có chuyện xảy ra liền bỏ trốn. Một khi cảm nhận được nguy hiểm đến gần nhưng lại chạy không thoát. Phản kích của huynh ấy không thua gì mãnh hổ. Ai giật kỳ vậy? Quá hư hỏng. Doãn Thiên Kỳ, 5 năm không gặp, vừa gặp lại, huynh lại muốn làm gì? Huynh làm vậy là sao? Giao Đậu Đậu cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đi khỏi ngay. Cho dù phải thương bại tổn cùng, Ngự Kiếm Sơn Trang cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Tại sao bọn người này lại hung dữ như vậy? Không hiểu Đậu Đậu làm gì khiến Ngự Kiếm Sơn Trang nổi giận, phải làm phiền các vị ồ ạt tới đây bắt người. Ả đã tàn sát Ngự Kiếm Sơn Trang tổng cộng 18 tên thiết vệ. Không thể nào. Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Hôm qua. Càng không thể. Chính mắt huynh nhìn thấy cô ấy ra tay sao? Tuy ả đã bịt mặt, nhưng mà thiết vệ của ta tất cả đều bị dây thép siết cổ mà chết. Cho ta biết, ngoài ả ra còn ai sử dụng loại binh khí này? Ngươi không nói được chứ gì? Còn ai sử dụng loại binh khí này? Doãn Thiên Kỳ, hôm nay muội mới phát hiện huynh không chỉ nhu nhược bất lực, giả lại còn ngang ngược ngây thơ. Doãn Thiên Tuyết, những lời mà muội vừa nói ra muội phải trả giá. Cung tỷ thủ. Dạ. Khoan đã. Lúc Thiên Tuyết nổi giận có lẽ nói thiếu suy nghĩ, nhưng mà Doãn Thiên Kỳ, nếu hôm nay là huynh, rõ ràng biết người sử dụng binh khí như nhau đã chết, huynh có dùng binh khí đó giết người không? Nếu đã sử dụng, không cần bịt mặt, rõ ràng đã biết, chỉ cần nhìn vết thương của đạn nhân sẽ biết cho ai sử dụng, không cần lén lút mà. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cho đến bây giờ rốt cuộc tôi đã hiểu rồi. Chính là vì các ngươi cho rằng ai nấy cũng nghĩ như vậy, cho nên các ngươi không ngần ngại cho Đậu Đậu nhập trang giết người, có đúng vậy không? Doãn Thiên Kỳ, huynh ngốc không thể chịu được. Thiên Tuyết, xả tiễn. Dừng tay. Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, ca ca của muội đó. Muội chỉ muốn cho hắn biết, muội muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Thiên Tuyết à, các người xéo đi. Ta đã nói rồi, hôm nay các ngươi không thể dẫn Đậu Đậu đi, tất cả mọi người ở đây đều phải chiến đấu tới chết mới thôi. Được, nếu các người muốn chết, ta cho các người tỏa nguyện. Thiên Tuyết,
nàng không được làm vậy. Các ngươi vào trong, lôi đầu ả ra cho ta. Dạ. Đưa tội thoát đi. Ở đâu mất tiêu à? Cổ ấy đâu? Sao không thấy cổ? Đồng bác đâu? Tại sao không thấy cổ ấy vậy? Ai biết. Đi. Ở đây. Bọn họ ngang ngược như vậy, tìm cô không có chuyện tốt lành gì. Cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho cô. Nhưng đưa cô đi đâu đây? Họ mới không tìm thấy cô. Khờ khảo, phải đi tìm khờ khảo thôi. Cho lửa mạnh thêm đi. Nè, lúc huynh thở nhất định phải phối hợp với tốc độ thổi lò, như vậy thì mới có thể duy trì lâu hơn được. Vả lại cánh tay phải nhẹ nhàng, lực phải thông qua lưng vai rồi dùng tay đẩy đi, như vậy huynh mới có thể lau mỏi tay. Hay đúng rồi, phải nhẹ nhàng thêm chút nữa. Vậy là đúng rồi đó. Có thật là quân đình để chỉ quân ấy làm từ đầu tới đuôi hay không? Ý, tự quân ấy đòi học nghề, có ai không phải bắt đầu từ thổi lò đâu. Nhưng quân ấy đã làm từ tối qua tới giờ rồi mà. Đi. Hả? Đi đâu vậy? Cứ qua thay cho quân ấy, để quân ấy uống ly nước nghỉ ngơi cái đã. Đi mau đi. Để tôi làm cho. Tôi đã đốt cả đêm rồi, sao thổi sắc đó vẫn không thể cháy đỏ vậy? Vậy sao? Để tôi xem lại nha. Đúng thiệt đó. Không thể nào, cây thông trong nhà gần như đốt hết rồi. Nếu không xong chỉ còn biết tắt lò thôi. Nè, tôi nhìn sao cũng không thấy giống bảo bối. Tôi nghĩ hay là chờ sư phụ trở về tính sao ha. Tôi cảm thấy có vấn đề đó. Không được, chúng ta không thể bỏ cuộc giữa chừng được đâu. Này đã lỡ làm rồi làm tiếp đi. Tùy cô thôi. Khờ khảo, chứ huynh nè, huynh lao đi, huynh đổ mồ hôi đầy mình đó. Ê trời ơi, để tôi giúp huynh nha. Huynh đó, không cần nôn nóng như vậy, cứ từ từ mà học. Sau khi được một thời gian, tự huynh sẽ quen thôi à. Như vậy huynh không có sợ bụi bặm dính đầy mình nữa đâu. Tôi sẽ ráng học, tôi hứa sẽ rèn được một cây kiếm tốt, một cây kiếm thiên hạ vô địch. Tôi hứa với cô. Tôi tin là huynh làm được mà. Tôi tin đó. Doãn Thiên Kỳ, huynh đi đi, muội sẽ không giao người cho huynh đâu. Huynh còn làm lại sao? Thiết vệ đội 2, châm thuốc nổ. Yeah.